Sau hai ngày trời rét, nền nhiệt tăng nhanh ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Dự báo từ ngày 22 tháng 3, nền nhiệt tiếp tục tăng ở khu vực này. Khoảng từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, khu vực Tây Bắc của miền Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ có thể đón nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay nắng nóng đến khá sớm, dự báo gai gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ. Cụ thể ngay từ tháng 1, Đông Nam Bộ đã đón những đợt nắng nóng đầu tiên và liên tục ghi nhận nắng nóng trong tháng 2 và 3. Chỉ tính riêng một tháng qua, khu vực này đón hai đợt nắng nóng vào các ngày từ 22 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3 và từ ngày mùng 8 đến ngày 20 tháng 3 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Những ngày đầu tháng 3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cũng xuất hiện những ngày nắng nóng cục bộ, riêng ngày mùng 5 tháng 3 Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng. Sang ngày mùng 6 tháng 3, nắng nóng duy trì ở khu vực Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Trong đó, nhiệt độ đó được tại Hà Tĩnh ngày mùng 5 tháng 3 là 38,5 độ, là mức nhiệt cao nhất trong tháng 3 ghi nhận tại khu vực được coi là chảo lửa miền Trung. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Trong tháng 7 tháng 8, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ.